anh em nha. Hôm nay cuối tuần mình đưa thằng đề đi Lotte để kiểm xem thì có quà hàng gì hay không. Mặc dù mình nhờ mình đi Lotte ăn uống thì nhiều rồi, nhưng mà chưa khi nào vào cái cửa hàng cơ khí của Lotte cả. Hôm nay vào để review cho anh em cái. Anh em nha, mình vào quay đi quay mình xem thì có cái gì hay để là quay của tốn sen vậy, nhìn vàng vàng này em được đúng tốn sen, đúng rồi đúng tốn sen anh em, tốn sen là một cái thứ điều cũng người tốt bán, đây anh em để kim này, kim đây, đồ lọc té thì chẳng hạn nhà này, là vịt đa năng anh em này, cà lê này, kéo này, cà lê đa năng. Anh em nào mà đi quái thì nên lên đây cho đô, ở đấy có gì đấy chắc là chỉ nhà này. Có cái gì là rẻ thì tôi mua cái. Đây thằng đề đang chọn đèn pin này. Đèn pin này nó hơi đắt. Cà lê 500. Có cả ống quả đấy anh em đấy. Quả đấy. Đây là cá 4 sen. Con chải sắt này chắc là phải mua bộ này nhé, về để vệ sinh nha. Nó có là tết cho giảm giá này, nó là máy bật vịt đây. Nó phải bật vịt nhau, tôi cũng máy xe mi thôi. Cái kẻ góc đấy, cả lên đấy, dao được cái nhé này. Đây là cái voi, voi phun nước nhà ta có rồi. Đấy, đặt cái dụng cụ làm vườn này. Có kéo cắt này. Cụ thì bé nhất là cái này này. Đúng là té thì tôi nghĩ là có đại hàng chỉnh hàng nhé. Thế nên là nếu mà phải đủ câu thì nên lên đây mua con đắt thì cho mới chỉnh hàng. Rồi, đây là cái dây buộc. Dây buộc thì tết mới dùng được. Tết mà cần kéo lên nhảy như cái ta buộc. Trong này thì mới có thương hiệu tốn sen đấy, không có thương hiệu gì khác đây. Đây em cho anh em coi lại cái cửa này, có tiền lời này, tổng 51.000, qua số 227.000, đắt quá. Tiền đường lên tầng 2 của lúc này anh em nha, nên là gặp ngay Namat. Oh!